Vừa qua, Khoa Ngoại Tiết niệu bệnh viện 198 Bộ Công an liên tiếp phẫu thuật cho hai bệnh nhân đều phải cắt thận phải do mất chức năng, nguyên nhân dẫn tới tình trạng thận mất chức năng chỉ vì một viên sỏi thận. Bệnh nhân NTKZ 48 tuổi và bệnh nhân NBB 66 tuổi đều sinh sống ở Hà Nội. Hai bệnh nhân này biết mình có sỏi thận từ lâu nhưng vì không thấy đau nhiều nên chủ quan không điều trị. Thay vì đi khám, bệnh nhân tự ý dùng thuốc nam với mong muốn sỏi thận sẽ tự tan. Thời gian gần đây, khi thấy sức khỏe yếu đi, đau tức nặng hố thắt lưng phải âm ỉ liên tục, bệnh nhân này mới chịu đi khám. Tại phòng khám tiết niệu năm khoa bệnh viện 198, sau khi được khám làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán thận phải giãn ứ nước độ 4 mất chức năng do so sỏi vị trí khúc nối bể thận niệu quản. Phương pháp điều trị bắt buộc là phải cắt bỏ quả thận hỏng đi. Cả hai bệnh nhân đã được phẫu thuật nội soi cắt thận phải. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và ra viện. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trần Thành, phó trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Nam học bệnh viện 198, sỏi tiết niệu là bệnh lý rất phổ biến nhưng không được chủ quan vì nếu sỏi ở vị trí tắc nghẽn sẽ gây nhiều triệu chứng và biến chứng nguy hiểm. Các bệnh nhân cần được tầm soát, khám, điều trị sỏi tiết niệu tại các cơ sở y tế uy tín và khám bởi các bác sĩ chuyên khoa tiết niệu có kinh nghiệm. Việc uống không đủ nước, chế độ sinh hoạt không hợp lý, ăn mặn, ăn nhiều đạm, sử dụng thuốc sai cách có thể dẫn tới nguy cơ mắc sỏi thận. Khi có dấu hiệu đau lưng hoặc vùng thắt lưng dưới mạn sườn, đau khi đi tiểu, tiểu són, bí tiểu, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để đáng tiếc như hai bệnh nhân trên. Những người có nguy cơ mắc sỏi tiết niệu nên đi khám định kỳ ít nhất 2 đến 3 tháng một lần bằng những xét nghiệm đơn giản như siêu âm bụng, x-quang hệ tiết niệu, nước tiểu, công thức máu, sinh hóa máu để phát hiện tình trạng bệnh kịp thời. Theo thạc sĩ bác sĩ Hoàng Thọ, khoa ngoại tiêu hóa gan mật tiết niệu bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Time City, khi sỏi tiết niệu có chỉ định phẫu thuật cần can thiệp sớm để tránh biến chứng đáng tiếc. Hiện nay có rất nhiều phương pháp can thiệp sỏi tiết niệu ít xâm lấn như nội soi ống mềm, tán sỏi qua da, nội soi tán sỏi, nội soi lấy sỏi, tán sỏi ngoài cơ thể. Với tổn thương tối thiểu, hiệu quả tối đa, mang lại nhiều lợi ích và sự lựa chọn cho người bệnh. Sỏi tiết niệu có cái nguyên nhân cơ chế để hình thành sỏi tiết niệu rất là phức tạp và có nhiều nguyên nhân, có nhiều những yếu tố thuận lợi để gây ra là sỏi. Ví dụ như là yếu tố do cơ địa tạo sỏi, do cái dối loạn về chuyển hóa, do cái dối loạn nội tiết, do cái do cái tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu cũng gây ra bệnh lý để sỏi tiết niệu và do cái thói quen ăn uống, ví dụ là uống ít nước, rồi là ăn mặn, rồi là ăn nhiều đạm cũng là nguyên nhân gây ra những tình trạng sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu thường cái biểu hiện bằng cái triệu chứng là đau vùng thắt lưng, rồi đái buốt, đi tiểu buốt, đi tiểu rắt. Bệnh nhân có thể vào viện trong cái tình trạng cấp tính, cơn đau quặn niệu rất đau. Nhưng có những cái trường hợp bệnh nhân diễn biến của sỏi tiết niệu diễn biến âm thầm không có triệu chứng có thể sỏi rất là to sỏi san hô sỏi rất là to nhưng bệnh nhân hầu, hầu như không có triệu chứng và bệnh nhân chỉ đến viện khám khi phát hiện ra sỏi khi mà đến viện khám sàng lọc siêu âm chụp X quang thì phát hiện ra sỏi Thì đấy đã có những biểu hiện ứ nước ứ mủ ở thận hoặc là suy thận cái tình trạng rất là nguy hiểm à, hiện nay thì có rất nhiều phương pháp để điều trị sỏi uh, tiết niệu ít xâm lấn chúng tôi lấy ví dụ như là tán sỏi ngoài cơ thể Ừ. Uh, phương pháp uh, nội soi tán sỏi ngược dòng bằng laser, rồi phương pháp uh, nội soi uh, tán sỏi ngoài cơ thể PCNL và một phương pháp nữa là nội soi tán sỏi bằng ống sỏi xoay mềm để điều trị uh, sỏi uh, tiết niệu mang lại hiệu quả rất cao. Hiện tại thì với những phương pháp điều trị ít xâm lấn như thế thì hầu hết là những cái sỏi lớn hầu hết là những sỏi lớn thì hầu như là không còn cái phương pháp mổ mở kinh điển để mổ lấy sỏi nữa ờ, hiện tại ví dụ như cái phương pháp mà uh, nội soi tán sỏi qua da pcnl hoặc nội soi bằng ống soi mềm và với những cái phương pháp hiện đại ít xâm lấn như thế thì bệnh nhân ít đau thời gian nằm viện rất ngắn và rất ít những biến chứng xảy ra đặc biệt là những biến chứng mà ảnh hưởng đến những chức năng của thận tránh những nguy cơ ví dụ như là những cái biến chứng áp xe sau mổ nhiễm trùng vết mổ sau mổ ảnh hưởng đến chức năng thận ở sau mổ